Kính thưa quý vị, sau gần 2 tuần chương trình khuyến mãi tập trung diễn ra, ngoài các siêu thị, trung tâm thương mại thì chợ truyền thống cũng nhiệt tình hưởng ứng. Những ngày qua, không khí mua bán tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra rộn ràng hơn khi hàng ngàn mặt hàng được tiểu thương giảm giá mạnh. Lần đầu tiên mua hàng tại chợ Bà Chiểu được khuyến mãi và giảm giá nên chị Lan Anh rất phấn khởi, và để ủng hộ các tiểu thương, chị đã chọn mua hàng nhiều hơn. Mỗi một tháng mà các chợ truyền thống làm vậy giúp cho người dân rất là vượt được khó khăn. Cái chương trình này nó kéo dài thường xuyên, nghĩa là việc rất là tốt. Có quà hay là giảm phần trăm cho khách đi chợ, khách tiêu dùng thì cái lượng khách đi chợ sẽ càng ngày càng đông hơn. Thưa quý vị, chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình có khoảng 600 tiểu thương đang kinh doanh. Và trong tháng khuyến mãi tập trung lần này thì hầu như 100% tiểu thương đều hưởng ứng với đa dạng ngành hàng. Và các sản phẩm có mức giảm giá từ 15 đến 20%. Và trong 2 tuần trở lại đây thì sức mua tại chợ cũng tăng cao. Hưởng ứng phong trào của khuyến mãi của thành phố thì gian hàng của chúng tôi cũng giảm giá từ 5 đến 10% tùy theo các mặt hàng. Thì tôi cũng mong muốn rằng các nhà sản xuất hay là các công ty cũng giảm giá cho chúng tôi để chúng tôi có thể giảm giá và áp dụng chương trình này để thu hút người tiêu dùng. 2 tuần trở về đây thì số lượng khách hàng đã tăng lên tới khoảng từ 5 đến 7 lần sức mua sắm trước đấy. Song song với cái đợt khuyến mãi của chương trình của thành phố thì tại chợ Phạm Hai cũng diễn ra thường xuyên, là hàng tuần vào thứ năm sẽ có cái chương trình khuyến mãi giảm giá lên tới 97%. Đồng thời tôi cũng mong muốn được sự quan tâm nhiều hơn đối với các nhà sản xuất, các công ty, các doanh nghiệp phải có những cái chương trình dành riêng cho chợ truyền thống. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình khuyến mãi tập trung đợt 1 từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 có hơn 200 chợ truyền thống tham gia với đa dạng hình thức và mặt hàng khuyến mãi. Đợt 2 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, qua đó đem đến cho người tiêu dùng những chương trình ưu đãi đồng loạt với hạn mức khuyến mãi lên đến 100%.